ở bệnh viện Oncos Memorial, các chương trình chữa trị bệnh ung thư, còn có những chương trình hỗ trợ các bệnh nhân bệnh ung thư. Và chúng tôi có chương trình Look Good Feel Better, có những lớp yoga cho patient bị bệnh ung thư, cho các bệnh nhân bị ung thư, có hỗ trợ group cho những bệnh nhân bị các bệnh ung thư khác. Và bên cạnh Hương Thơ là cái quầy của nhóm thiện nguyện viên trong nhóm Look Good Feel Better, và cô là một thiện nguyện viên tên là Analyst. Cô sẽ giúp cho chúng ta vương cách chăm sóc đổi tóc giả như thế nào, cũng như là quấn khăn đầu như thế nào cho nó đẹp. Thank you, Analyst. Could you show our audience how you help our cancer patient to look good and feel better by your scalp technique? Of course. I'm actually going to have one of my lovely fellow volunteers help as well. And your name? Pam. Oh, Pam. Pam and Analyst going to help us how to do the scalp. Và kính thưa quý vị nhìn thấy là những thiện nguyện viên này giúp cho chúng ta, nhất là các bệnh nhân ung thư, khi mà đang trong thời gian chữa trị hay là sau thời kỳ chữa trị và bị rụng hết tóc. Có thể ở đây có những cái người họ hiến tặng những cái mái tóc giả, và khi mình bị ung thư không có tóc, đừng có cảm thấy là mặc cảm gì cả. Và nơi chùa bệnh viện Oncos sẽ có nhóm thiện nguyện viên giúp cho quý vị đội những cái khăn lên đầu và phương cách làm sao cho nhìn rất là fashion. And this scarf donated to the patient too, or they have to bring their own scarf? So we do have scarves available. So for example, this scarf I bought from Target. So it's that you can find cheap options that will be a fashionable statement, but also very helpful during the process. Nếu quý vị có thể có vài đồng đây ra Target mua một cái khăn chỉ có $5 như cô nói, và tới các thành viên này sẽ giúp cho chúng ta sửa soạn cái đầu của mình rất là thời trang và không còn cảm thấy mặc cảm với cái bệnh đang trong thời gian chống chọi với bệnh ung thư. Và nếu mà quý vị không có thì ở bệnh viện Oncos có thể tặng cho quý vị. If they don't have anything, we can donate a scarf to the patient. Yes, you can definitely donate. We're always appreciative of any help that we can get. Where do you learn how to do this anyway? I always say my ancestors and YouTube. Cô đã theo dõi những gọi là thế hệ của ông bà của cô, là những gốc gác phi người Mỹ gốc Phi Châu đó, họ có những phương cách làm đẹp với những cái khăn như vậy rất là nhiều. Thank you so much, Analyst, yes, and thank you for your volunteering at Oncos. Nói đến bệnh viện Oncos thì bác sĩ thấy cái điểm nào nổi bật nhất trong chương trình chữa trị bệnh ung thư tại bên nơi đây thưa ạ, bác sĩ? Dạ, chúng ta ở trong quận Cam thì chúng ta cũng rất là hên, có nhiều bệnh viện và nhiều bác sĩ giỏi. Thì ở Orange Cruise ở đây chúng ta có nhiều bác sĩ người Việt Nam có làm với cái nhà thương đây. Và đa số bác sĩ Việt Nam có mấy cái contract với mấy cái tổ hợp của Việt Nam, nên chúng ta nên hỏi bác sĩ gia đình để gửi tới bác sĩ Việt Nam ở đây và cũng như là bác sĩ trong cộng đồng chúng ta. Ở bệnh viện Oncos có những chương trình nào đặc biệt so với những nơi khác về chữa trị bệnh ung thư bác sĩ? Dạ, ở đây thì chúng ta có cái focus về prevention better than cure. Thì cái đó là một cái suy nghĩ trong y khoa đã có lâu rồi. Thì chúng ta ở đây có nhiều cái program để cho bệnh nhân biết thêm về ung thư ruột già, ung thư gan và vân vân. Thì chúng ta nên theo dõi những cái mấy cái schedule để có thể mình kinh nghiệm để đi tới nghe mấy cái thuyết truyền của bác sĩ ở đây. Vâng, đó là mục đích chúng tôi đã mang tới quý vị những chương trình như là chương trình talk show của Hương Thơ, câu chuyện y khoa, chương trình thuyết trình miễn phí do Thu Nga thực hiện mỗi tháng rất là nhiều lần. Và bệnh viện Oncos là một viện non-profit, nên tất cả những số tiền lời thu được chúng tôi đầu tư lại qua những chương trình đó, mua thêm máy móc cũng như là những chương trình chữa trị và hỗ trợ bệnh nhân ung thư. Cảm ơn bác sĩ Đức rất nhiều cho cộng đã là một thành viên của bệnh viện Oncos Memorial. Cảm ơn chị Hương Thơ. Và kính thưa quý vị,
vì hôm nay Hương Thơ nhìn thấy rất là nhiều bệnh nhân Việt Nam và các đồng hương Việt Nam chúng ta đến tham gia buổi lễ hội này. Và bên cạnh Hương Thơ, một người rất là quan trọng Hương Thơ phải giới thiệu đó là cô Thu Nga. Nếu quý vị chưa biết mặt Thu Nga, cô là patient coordinator, là người điều hợp và điều phối viên cho cộng đồng Việt Nam, cho các bệnh nhân Việt Nam. Cô đến thăm bệnh nhân mỗi ngày và trả lời mọi thắc mắc của quý vị, và các số điện thoại quý vị có thể ghi lại nếu có thắc mắc là 714-378-7403, là Thu Nga sẽ sẵn sàng giúp đỡ cho quý vị. Và bên cạnh Hương Thơ là hai bác Lương Hữu Nghi đến từ thành phố Westminster. Hương Thơ thấy hai bác có nhiều quà quá, cái gì trong đó vậy bác? Cũng quà cáp ở đây cho. Bác hay tham dự và có bao giờ đến đây chữa trị của bệnh viện On Coast không ạ? Dạ, ở ảnh chữa trị đây lâu lắm rồi. Bác cảm thấy vấn đề chăm sóc và chữa trị bệnh viện như thế nào? Dạ, rất là tốt cô. Tại vì hồi đó tôi mổ ông bác sĩ đi Tâm Lê đó, rồi sau này nó bị nhiễm trùng, thành ra ở đây phải lo tận tâm. Bệnh viện mà có một người Việt Nam để giúp đỡ cộng đồng chúng ta thì bác thấy như thế nào? Dạ, thấy cô Thu Nga rất tốt. Việt Nam nhờ cô. Tại sao bác xúc động vậy? Tôi nhờ cô giúp đỡ anh này không bệnh, tôi không biết đi tiếng Anh, thành ra cô giúp đỡ cho tôi. Với mấy phần khám ngực đó, thì mới khám ngực đây cũng nhờ cô giúp đỡ. Vâng. Hương Thơ ngồi cạnh Thu Nga, và Thu Nga là một người nói chuyện với các bác như là người thân trong nhà, phải không bác? Thu Nga rất là tận tâm, rất là thương các bác như là người thân trong nhà. Bác là có những giọt lệ rất là cảm động, như là rất là hạnh phúc, phải không bác hả? Chứ không phải là buồn, phải không bác? Dạ, cô giúp đỡ mình rất tốt. Bác cảm ơn Thu Nga đi. Dạ, cảm ơn cô Thu Nga đã giúp đỡ tôi. Hồi xuống đây dự mấy cái hội đó, có điện cô Thu Nga cô đã cho cái địa chỉ rồi cô gọi lên đó, anh đã điều chỉnh về chuyện này Thu Nga tốt lắm. Cảm ơn bác rất nhiều. Kính thưa quý vị, trong chương trình hỗ trợ cho các bệnh nhân ung thư của bệnh viện On Coast Memorial, chúng tôi còn có rất nhiều chương trình để mang đến cho các bệnh nhân ung thư. Như quý vị thấy, cô analyst vừa chỉ cho chúng ta cách làm sao trang điểm bằng cái khăn đội đầu để chúng ta khi mà cái đầu bị xạ trị không có mất hết tóc, thì chúng ta cũng cảm thấy sung sướng và tự tin hơn. Và ngoài ra bên cạnh đó, bệnh viện còn có chương trình tặng cho một số đồ trang điểm trị giá từ 300 đến 400 Mỹ Kim và được các chuyên gia trang điểm có license đến chỉ dẫn cho quý vị phương cách làm sao làm đẹp. Và còn mỗi bệnh nhân ung thư còn được tặng một cái khăn đội đầu hay một cái chiếc nón tùy theo ý quý vị lựa chọn. Và còn có chương trình dạy móc hay đan len để cho chúng ta có thể đan những cái ngón nón của chúng ta, để chúng ta trong thời gian đối chọi với căn bệnh ung thư và cũng cảm thấy là tự tin và yêu đời hơn. Vừa gửi đến quý vị phần tường trình về lễ hội mùa thu lần thứ 8 được tổ chức tại bệnh viện On Coast Memorial vào một ngày thứ bảy rất là đẹp trời. Thưa quý vị, ung thư có thể chữa khỏi nếu chúng ta truy tầm sớm và đến với một bệnh viện có đầy đủ chương trình với các bác sĩ dạ dày kinh nghiệm và các máy móc tối tân, và một chương trình hỗ trợ cho các bệnh nhân ung thư thật là toàn hảo, và với lòng cam kết một sứ mệnh phục vụ cho cộng đồng qua lĩnh vực y khoa, với lòng thương và chắc ẩn cho những người đang bị ung thư. Mong rằng Bệnh viện On Coast Memorial sẽ là một nơi lựa chọn cho quý vị khi quý vị cần đến khi mang phải các chứng bệnh ung thư. Hương Thơ và chương trình Câu chuyện y khoa được bảo trợ bởi Bệnh viện On Coast Memorial xin kính chào quý vị và hẹn quý vị vào lần tới.